Xin chào các bác Hôm nay em uh, vườn em về thăm vườn thì thấy vườn của em bị bệnh thán thư này Đây là dấu hiệu của bệnh thán thư này các bác này Đầu tiên là nó những cái đốm đen đen này Đốm đen đen này nó có hơi màu vàng vàng Đấy Màu vàng xung quanh ấy Nhìn thì tưởng là dì sắt nhưng mà không phải dì sắt đâu các bác Cái vết dì sắt ấy thì thường nó rất là to Nó to lắm Vết dì sắt thì nó thường thường nó có xu hướng là loang ra Nhưng mà cái thán thư này nó không loang Mà nó cứ thế này thôi, nó cứ ở trạng thái dạng đốm này thôi nó non nó không to cái bệnh này là do nguyên nhân của em là em trồng bằng cái bột dừa nó ẩm đây các này đấy. giá thể của em rất ẩm và hai nữa là do trời đợt này mưa rất là nhiều thì tháng thư sẽ xuất hiện sau đó mưa gió là nó sẽ bay đi bay đi và tùy theo nếu nó bay được đoạn ngắn thì nó chỉ một ô ngắn bị thôi còn nếu nó bay được đoạn dài thì cả vườn cũng bị nhưng thường là địa lan ấy thì nó chưa kịp bay thì lúc đấy nó đến chuẩn bị đến mùa khô rồi thì nó chỉ bị một ô xung quanh vòng vòng này thôi chứ nó không thể bị ra ví dụ cây bị ở đây thì ở ngoài, ở ngoài kia không thể bị được nó không thể đến được các bác đấy cái bệnh thán thư này các bác nhìn cái dấu hiệu này nhé đầu tiên là nó vàng chấm đen này đấy còn gì sắt là nó phải to rỉ sắt nó phải to đùng Rỉ sắt nó to dạng như này mà nó đen đen luôn một đầu ấy thì ở trên lá non là nó vàng như này sau đó là nó sẽ bị thui dần nó sẽ ăn xuống gốc đấy cái bệnh này thì nó làm cây nó không bị chết nhưng mà nhìn nó đều đều thôi còn để mà bị bệnh làm cho cây bị chết nhanh thì là cái cái bệnh lấm phấn trắng này các bác này, nên nó chết chết cả cây luôn, để các bác xem cái đây các bác có thể thấy những cái chết của em nó có những đốm trắng trắng này này, đấy cái lấm đốm trắng này thì nó chết một phát là chết cả bụi chết cả chậu, bởi vì lấm này nó ăn ở dễ còn cái này nó ăn ở trên lá, Xong nó ăn từ từ xuống củ, đấy chính vì vậy mà từ lá xuống củ cho nên nó lâu bị chết hơn Cây này có thể là đến tháng 7, tháng 8 mới hy sinh Hoặc là nó không hy sinh thì nó vẫn sống để sang năm. Tuy nhiên là nó phát triển rất là còi cọc Cái bệnh thán thư này thì nó là do lấm gây lên các bạn Thì nếu mà lấm gây lên thì mình cứ xử lý thôi Mình cứ phun thuốc lấm thôi Hai nữa là mình cầm cái kim mình chọc chọc những cái vết này này Đấy. Mình chọc chọc thủng nó đi Chọc thủng đi không mình phun thuốc vào các bạn Thì nó hiệu quả hơn Đấy. Còn cách nữa là mình xẻo đi Đấy. cái biểu hiện của thán thư là bao giờ nó đầu đầu lá nó cũng bị đen như này đây đầu lá đen như này Đấy. sau đó một thời gian là nó sẽ bị cháy đầu như này Đấy. nó sẽ bị cháy đầu à, nó sẽ cháy đầu theo kiểu như thế này nữa cháy dần đến cái lá cuối cùng đến lá gốc Đấy. nó sẽ cháy đến cái lá gốc thì ở cái đoạn địa lan này nó có một cái khía nó có một cái 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 phần ngăn cách ấy. các bác thấy cái kiếm nó có một cái phần giữa là ngăn cách giữa giữa củ mới lá để đến đây rồi thì là nó nó chết thôi thì cái củ nó còn sống tuy nhiên củ còn sống thì mình uh, bây giờ mình việc của mình là sẽ nhấc cái này lên các bạn nhổ lên đấy mình sẽ nhổ lên đây nó sẽ ăn đến uh, bây giờ nó mới ăn đến cái đoạn này thôi mình nhổ lên rồi mình cắm xuống uh, mình cắt hết rễ đi rồi mình uh, thay giá thể mới vào sau đó là mình phun thuốc chống nấm và uh, nước vôi trong thường xuyên một tuần một lần đây nước vôi trong của em đây không có lâu nó không về đây còn cái loại lấm lấm đốm trắng này thì em không biết chữa kiểu gì nhưng mà lấy một phun phòng nó vôi nó cũng không bị đâu hoặc nó bị thì nó lại nó bị thì nó chỉ bị những cái lá già thôi cái lấm kia rất hay là nó chỉ bị ở cây già nước vôi nó sẽ ăn vào nó sẽ đi vào trong gốc và nó sát khuẩn ở dễ thì cây nó không bị đấy nhổ nó lên rồi mình thay cắt dễ tỉa ngon lành thay chậu lá nào bị nhiều quá thì mình xử lý đi còn lá lon là mình phun thuốc vào hoặc là mình có thể bôi vôi vào để diệt lấm đấy là bệnh thán thư nó phân biệt với cái bệnh gì sắt bệnh gì sắt thì để em tìm cho các bác xem bệnh gì sắt thì ở điện lan thì em mùa này chắc là không gặp mấy em ít khi gặp thôi điện lan ít gì sắt mà nó hay gặp ở kiếm thôi đây là những vết gì sắt thường thường nó sẽ to như này các bác này đây đấy nó to như này này đấy đây là đây là vết thối nhũn nhưng mà gì sắt thì thường nó to như thế. Phun thuốc thì các bác sẽ phun uh, những cái loại thuốc chống lấm, thuốc chống lấm trên thị trường thì nhiều lắm. Captain Thái này, Fisan, Antracol này, hay là Zidomin này thì uh, thuốc chống lấm thì không phải bàn nữa bởi vì nó quá nhiều rồi. Còn uh, còn cây cái, cái cái lấm dễ thì mình uh, tưới nước vô trong Giống cả các bác